Sau chuyến đi chúc Tết gia đình họ hàng tại Yên Bái, bà Nguyễn Thị Dần ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trở về quê. Trước khi bắt đầu lên xe, bà Dần đã chủ động đeo khẩu trang, đồng thời được nhà xe đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh, ghi thông tin cá nhân, giúp bà cũng cảm thấy yên tâm hơn trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Tôi thì đi về quê, đấy, tôi ở đi về quê thì trên xe thì chúng tôi chấp hành coi như là chương trình đưa ra COVID-19 thì nói chung là người ta cũng khẩu trang chiếc đầy đủ. Tại bến xe khách Yên Bái, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc. Các lái xe, nhân viên các nhà xe đều được cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai báo y tế điện tử nCoV. Nhận thức được sự nguy hiểm của dịch COVID-19, các nhà xe đã chủ động nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang đầy đủ, hạn chế giao tiếp trên xe và chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn cho hành khách. Đồng thời lập danh sách tên, số điện thoại, địa chỉ của hành khách để truy vết trong trường hợp cần thiết. Có dịch COVID thế này thì xe chúng tôi là thực hiện đúng như chủ trương của nhà nước, của chính phủ là khách lên xe là phải đeo khẩu trang, thứ hai là phải rửa tay sát khuẩn. Thứ ba là xe nhà xe của tôi sẽ có trách nhiệm là ghi danh sách của khách đi và đến, ngồi giãn cách, hành khách, xe như chính phủ cho phép là được chở 50% số khách trên xe. Dịp Tết năm nay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên lượng người, phương tiện vận tải hành khách giảm nhiều so với mọi năm. Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái hiện có 190 đầu xe, trong đó hơn 130 xe ngoại tỉnh, trung bình 160 chuyến một ngày. Do lượng hành khách di chuyển năm nay giảm khoảng 40% so với mọi năm, số lượng xe hoạt động giảm nhưng đơn vị vẫn bảo đảm các điều kiện, chất lượng các phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, giám sát hoạt động của phương tiện ngay từ khi xuất bến và lưu thông trên đường thông qua thiết bị giám sát hành trình để kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với lái xe vi phạm. Đặc biệt đơn vị đẩy mạnh triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo cái văn bản của 449 của Bộ Giao thông Vận tải thì triển khai đến đơn vị, toàn thể các đơn vị và của công ty đấy là triển khai là truy cập vào cái trang truy cập và có mật khẩu riêng của từng đơn vị. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đối với lại là các đơn vị công ty là phải phun khử khuẩn, có nước sát khuẩn. Và đồng thời các đơn vị vận tải triển khai đến lái xe, nhân viên trên xe là tải cái phần mềm Bluezone, cái gì là truy vết cái COVID, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tải cái phần mềm nCoV về khai báo y tế. Cái thứ ba nữa và lái xe nhân viên trên xe phải có lập cái danh sách hành khách lên xuống theo cái quy định, là cái nhất là theo cái địa chỉ, cái số điện thoại, thông tin liên lạc, nơi đi nơi đến và khai báo y tế theo đúng cái quy định về phòng chống dịch bệnh COVID của chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải quy định. Trong những ngày nghỉ Tết, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số lượng người di chuyển trên các phương tiện có giảm, song các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, người điều khiển phương tiện đã thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, qua đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.